chào các bạn đã tới và theo dõi clip này. Và từ khi PUBG Mobile được ra mắt thì UMP là một trong những khẩu súng được yêu thích nhất. Tại sao lại có sự ưu ái dành cho khẩu súng SMG này đến vậy trong khi bên cạnh có rất nhiều những khẩu rifle khác? Hãy cùng xem clip này và đánh giá nó nhé. Đầu tiên là về sát thương. Sát thương cơ bản của UMP9 là 39 đam. So sánh với khẩu Vector cùng dòng SMG thì UMP9 có lượng đam là vượt trội và sẽ giành chiến thắng trong dòng SMG của game này nếu như mà tốc độ bắn của cả hai khẩu là như nhau. Nhưng đáng tiếc rằng về mặt này thì khẩu Vector có tốc độ mỗi viên ra đạn là 0.0545 giây, trong khi thì UMP9 khá là chậm với 0.085 giây. Nếu mọi người chưa biết thì khẩu M16A4 trong game có tốc độ ra đạn là 0.075 giây trên viên. Qua một số bài test của bọn mình thì thời gian nhanh nhất để giết một người của UMP9 là 0.37 giây, trong khi đó thì khẩu Groza là 0.24 giây. Đương nhiên là khẩu Groza sẽ có nhỉnh hơn về mặt này rồi. Xét về độ giật của UMP9 thì UMP9 có một độ giật khá là dễ điều khiển. Độ giật ngang là hầu như không có, còn độ giật dọc như thế nào thì chúng ta hãy cùng xem một bài test của chúng tôi với từng loại grip. Chúng ta có các hình vẽ về độ giật như sau. Sau khi so sánh đường đạn của UMP9 với việc không sử dụng phụ kiện và sử dụng các phụ kiện trên thì chúng ta cho thấy kết quả là độ giật ngang là rất ít. Và hai loại tay cầm phù hợp nhất cho UMP9 như chúng ta đã thấy đó là Vertical Grip và Half Grip. Nó sẽ giúp cho giảm độ giật dọc của UMP trong những pha đối mặt hay là giáp lá cà. UMP9 và đạn 9 có rất nhiều trên map nên rất dễ dàng để tìm kiếm được khẩu súng này và các phụ kiện đi kèm trên bản đồ. Bên cạnh đó thì khẩu UMP9 có khoảng cách bắn xa rất tốt trong các dòng SMG và tốc độ ra đạn tương đối nhanh. Cùng với lượng đạn 40, sát thương cao và khá dễ dàng kiểm soát đường sới của mình, UMP9 sẽ giúp bạn đánh thức bản năng sát thủ, sống sót qua từng pha giao tranh và sinh tồn lâu nhất trong game. Với sự cơ động vượt trội, hãy liên tục di chuyển để tránh đường đạn của đối thủ. Am thật tốt và có thể hạ gục đối phương chỉ trong vài phát bắn. Ở những tình huống công nhà, công cầu thang, lựa chọn những vị trí backup trong thời gian thay đạn, hồi máu và tiếp tục trong những đợt tấn công kết thúc tiêm địch. Và chúng ta hãy cùng đến với phần minigame, nơi các bạn có thể giành được những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn của chúng tôi. Câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay như sau. Tốc độ ra đạn của UMP9 tính theo đơn vị 1 viên trên giây. A. 0.081. B. 0.069. C. 0.0545 và D. 0.085. Hãy gửi đáp án về hòm thư event@vng.com.vn. 5 gói 100 UC sẽ dành cho 5 khán giả có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số sau.